Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Johnny Trigger nha. Và nếu anh em nào thích cái video này thì hãy để lại cho mình một like, và nếu video được 500 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất nhé. Ok thì chúng ta vẫn mình rất thích cái bộ quần áo này và mình đang cố gắng trên đường là lấy bộ quần áo xịn hơn, headshot. Ok nào. Wow, bắn vẫn hay đúng không? Game là gì ạ? Tuyệt hay rồi. Nào. Quan trọng là tí nữa chúng ta sẽ có thêm trang phục mới và có thêm súng mới. Vì thế là cần phải... Rồi, tôi chưa tắt wifi. May quá, vẫn kịp tắt nhưng mà... Ui, có thời trang Super Mario nè. Tại sao không lấy ta? Vừa vào cái là có luôn ạ. Quá hay luôn. Vỗ tay, phải vỗ tay anh em. Cái này phải vỗ tay rồi. Quá tuyệt vời. Rồi, xoay. Cái game này game gì đây? Đánh bại yêu tinh. Mình có nên làm một cái tập về cái game đánh bại yêu tinh này không ta? Nhìn nó rất là hay ho chứ đúng không? Nhìn rất là xịn xịn kiểu gì. Hero War trở thành huyền thoại. Đấy. Còn lại 1 giây và chúng ta sẽ tăng đi rồi. Let's go, lên nào. Chúng ta đem đi thành Mario rồi anh em ạ. Đi thành Mario rồi. Đấy, không phải như kiểu là lái xe, taxi anh em. Hoa, headshot hay. Bây giờ bé nào muốn lên đây nữa. Next, mình nên tắt quảng cáo đi. Đó, hợp lý nhờ. Còn lâu đến boss anh em ạ. Và chúng ta sẽ có 2 boss ở trận này nhá. Mình đã có thêm cái outfit mới. Và mình trên đường lấy thêm một bộ outfit nữa. Và sẽ có 2 bộ outfit. Mỗi ngày sẽ có thêm 2 bộ outfit khác nhau, quần áo khác nhau. Mày nhờ headshot. Bé nào muốn lên nữa đây. Bắn khá là chuẩn và mình chưa bắn chưa phát nào cả. Với khẩu súng này thì tạm tạm, cũng chẳng mạnh lắm. Ồ, tại sao vẫn có quảng cáo nhỉ? Wario Master Deep là game gì đây? Mình không quá thể loại này lắm. 3x7, 4x3, size nó là 8, size là 8. Súng này là tốt nhất này. Trong tất cả loại súng này súng tốt nhất rồi. Ok, boss fight. Ui, sát thủ áo đen anh em ơi. Sát thủ áo đen. Mày á, rồi bắn vào đầu luôn thì chạy thế nào được. Mày á, này rồi. Nhơn, chỉ cần bắn phát thôi anh em, không cần bắn nhiều. Nhơn, khá là dễ rồi. Ui, rồi sẽ bắn một chú một phát nhỉ. Hiện tại level boss hiện tại nó đang level 66 nhá. Ui, nhơn, rồi hay, bay lên, bắn xuống dưới, sót. Ui, chết luôn anh em ạ. Cho là lấy thêm 500 đô mà các em xem quảng cáo cho mình không cần đâu, mình không cần đô đâu. Thật ra thì mình cũng cần đấy, chẳng qua là bỏ qua lỡ rồi. Thật ra nếu mà nó là súng hoặc là cái skin ấy thì lấy luôn đấy, còn không thì thôi. Cái game này được cái là nó miễn phí các bạn. Súng này, skin này thì đều miễn phí, anh em chỉ cần cày thôi. Đúng rồi, chỗ này khó thế nhờ. Chỗ này khó thế ta. Một phát. Ôi trời ơi, chỗ này khó thế. Nó cứ loàng hoàng anh em ạ. Cố lên nào. Một phát. Ok, phải khó thật. Phải nói là khó thật sự. Chúng ta đến chút súng rồi. Và chúng ta sẽ có một khẩu lục. Mình không thích khẩu lục này một tí nào. 2-3 khẩu lục này thì mình cũng méo thích. Và mình sẽ lấy khẩu lục cái súng khác để bắn nhau. Dĩ nhiên. Help, cứu tôi với. Cứu này. Có ai đến đây? Anh thấy có chú ngay. Checkpoint đã xong. Oh my god. Rồi, hay. Lên nào. Thay đạn mà tiếp tục lên, tiến lên. Outfit sắp tới có thêm trang phục mới rồi anh em. Quáng cày khoảng là 3 trang phục thì đó. Đánh 2 con boss thì nó là cái đó tuyệt vời lắm. Ui, độ xào quá đẹp luôn anh em. Checkpoint. 1 2 3. Hay. Thay đạn luôn. Thay đạn cực nhanh. Level 69 đấy. Khá là có số rất là đẹp ta. Nhảy lên. Tiêu. Rồi chết hết luôn, làm sao đỡ được. Không có cái khả năng gì mà đỡ đòn lại được với mình.
lộ sao? Thắng này. Quá hay, không leo xuống dưới nhỉ? 70 này sẽ... Mình chỉ có một cơ hội duy nhất thôi anh em nhá. Có một cơ hội duy nhất là bắn vào cái thùng xăng thôi. Quá hay. Nhưng mà chúng ta cần phải 2 nhịp thì ta mới bắn được. Sắp có thêm một trang phục nữa rồi. Hay, mình sẽ cố gắng một ngày sẽ có tầm khoảng 3 trang phục gì đó. Nhưng mà cái này nó chỉ có giới hạn trang phục thôi anh em nhá. Không phải là vô đối đâu. Không phải là nhiều, quá nhiều trang phục đâu. New Fist. Rồi, ok, tiếp tục bắn nào. Chơi càng nhiều thì chúng ta sẽ có càng nhiều trang phục. He he. Hạ gục ngay. Hạ gục nhanh và tiêu diệt gọn. Cái gì đây? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Help me. Help me. Help me này. Một đống tiền ở trong xe tải luôn. Mình có thể là random. Ui. Hơi đáng tiếc là chúng ta không được cái khẩu súng mới ra. Khẩu súng mới nhìn trông rất là chất lượng luôn. Ui, lính bộ binh anh em ơi. Thịt luôn. Còn đợi gì nữa, game gì đây? Tap Tap Hero. Mình thì chắc mình chơi game IDLE gì đó anh em. IDLE các kiểu thể loại gì đó. Tap Tap Hero mình chưa chơi game này bao giờ. Hình như là chơi trên màn hình dọc thì phải, và mình cũng không khoái lắm. À không, hiện tại mình đang chơi màn hình dọc đấy. Nó cũng không, nó là không hay đâu anh em. Nó chỉ hơi bé màn hình một tí xíu thôi. Nó hơi gây khó chịu một tẹo tẹo thôi. Đấy, hạ gục nhanh như gần gọn. Lên, checkpoint xong. Checkpoint, 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 hay. Tuyệt vời. Bạn đánh rất hay luôn. New office, chúng ta sắp có thêm một trang phục nữa. Ngon đấy. Và chúng ta sẽ cố gắng có 3 trang phục nha. Cũng như là chúng ta sẽ đánh 2 con boss mỗi ngày. Hơi mất thời gian một xíu ấy. Nhưng mà khi mà chúng ta hoàn thành xong tất cả những nhiệm vụ này thì sẽ rất là tuyệt vời. Chúng bắn nào. Có một cơ hội duy nhất. Đấy. Có duy nhất một cơ hội để bắn nổ kia thôi. Checkpoint. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Headshot. Xong, checkpoint đã xong. Lộ xào. What the fuck. Sao nó có quảng cáo nhỉ? Lý do sao nó có quảng cáo ra? Không hiểu luôn đấy. Thật sự không hiểu con cái quảng cáo này nó ở đâu ra vậy. Bắn ngày trước. Bắn ngày trước. Bắn ngày trên trời tiếp. Đấy, hợp lý. Có xe kìa, lấy xe đi thôi. Cứ một trận nó sẽ được khoảng 10%. 10 trận rồi là chúng ta sẽ rất là nhanh. Sổi. Nằm luôn xuống đi. Ui. Nhanh quá. Nó lướt đi nhanh quá, không kịp luôn. Ui, hay. Vẫn headshot như thường, đúng không? Đấy. Xin rồi. Sao có quảng cáo nhờ? À trời, mình vẫn để ấy à. Tôi vẫn để nha bạn, tôi vẫn để wifi thảm nào. Vẫn để wifi từ lúc lấy cái thằng bộ đội này. Này, không biết có đến được boss không nữa. Bắn ra tệ nhờ. Mình không tập trung rồi. Tập trung. Tập trung hơn nữa. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, checkpoint. 1, ok, lộn. 360 độ luôn ạ, hay. Tuyệt vời, đã xong. Office, office sẽ sớm thôi. Chắc là trận này sẽ vẫn được thôi anh em. Wow, wow. Đấy à, tiếp đất rất tốt luôn ạ. Một tiếp đất rất hay luôn đấy. Peng 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 peng. Hay. Mày, quả này không trúng đầu được. Ồ, có súng lại có súng rồi. Súng 3K. Ồ, free này, súng có súng free ngon này. Nhưng mà xem quảng cáo sẽ mất thời gian lắm. Và như vậy là nó sẽ giảm cái thời gian mà chúng ta đi lấy cái skin 3 cũng như là đánh boss đi. Mình đánh nốt cái này đi. Và mình cũng xem thêm những cái tựa game mới mà chúng ta có thể chơi ở trong này. He he, đúng không? Ok, chúng ta sẽ đợi xíu vậy. Rồi, tắt cái này đi cái. Súng mới.
súng 3K luôn. Ồ, tôi có hai khẩu súng rất xịn anh em ạ, phải nói như vậy. Đây này, súng nào đây? Súng hiện tại là 2x4 và băng đạn là 7 thôi ạ. Cho có khẩu súng, không có super gun à? Đây, cho khẩu này à? Có khẩu lục nữa. Lục thì mình không bắn, gọi là không bắn thật tay lắm. Thật sự lục bắn nó rất là tệ luôn. Đấy, thôi, lục thì thôi nha. Tôi sẽ dùng cái súng mới, đó chính là súng MP9 này. Khẩu nhìn khá đẹp. Mới có hai khẩu mới đúng không? Úi, khẩu này mình bắn vẫn tốt. Súng tiểu liên thì bắn rất là dễ thôi. Không có gì là khó khăn cả. Bắn lục rất là khó nha. Ok, lên đây anh em. 1, 2, 3. Hay lắm, tuyệt vời. Checkpoint. Tuyệt vời, headshot. Tốt rồi. Cũng thường có đập 70%, đập 70% rồi. 1 phát này, 2 phát này. Hi, lên nào. Tốt. Checkpoint xong. 1, 2, còn nữa, 3, còn nữa, 4, ok, đã xong. Chúng ta có 80%, okay, vẫn sao có quảng cáo nhỉ? Vẫn có quảng cáo, và mình vẫn để từ lúc xem cái kia, không biết có đấu được boss không nữa. Hy vọng là, để đấu được boss anh em ạ, đấu được boss và mình sẽ có thêm một cái outfit nữa. Headshot. Rồi, headshot, tiếp tục headshot nữa. Ok. Outfit. Có thêm trang phục mới anh em. Ui, trang phục này trẻ trâu thật sự luôn anh em ạ. Wow, chúng ta có một cái trang phục nữa, và trang phục trẻ trâu. Hay đấy nhờ. Phải nói là rất xịn luôn anh em ạ. Tiêu. Ok, và chúng ta sẽ đợi một xíu để nó vào cái 2, 1 và ta ra đi. Trang phục trẻ trâu, đúng trẻ trâu chính hiệu luôn anh em ạ. Chúng ta sẽ đổi lại khẩu súng đi. MP9 nhìn chất lượng phết và đấu boss rồi, chắc là đấu boss rồi. Ôi. Đấy, đấu thằng béo anh em ạ. Ok, thay đạn. Ôi, bắn nó đúng một loạt luôn anh em. Hay. Level 8, 20 level bao nhiêu. Thế nhưng trẻ trâu bắn tốt ghê. Úi xồi, headshot hay thế nhờ. Ok, và chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.